Muốn mai mốt tôi làm một hai ba clip nấu ăn, nấu ăn mấy món ăn vậy đó, dọc một cái rồi coi thì tao lựa cái nào ngon là tao đưa tao lên, tao lưu lại cái tao đăng lên à. Trời ơi, mà cam không nói. Giờ nó nói nên nó cam không nói. Mà cầm hết, tôi cầm video rồi tôi luôn mà. Nhưng gì ở vậy? Nhà mà cam mình coi được. Mà nói nhà có cam mình được. Mà có người này cam được. Cam có micro rung mà. Cầm sao? Micro là rung à. Kì vậy? Yếu tim dữ. Người ta lên sân khấu rồi, người ta đứng, người ta hát, người ta còn múa rồi kia.